Cuộc sống của bà Tương sau 7 năm giờ ra sao? Bà Tương, Huyền Anh, nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội vào năm 2013 với những clip nhảy gợi cảm. Tuy nhiên, vì một số video có hình ảnh phản cảm, Hot Girl 9X nhận án phạt cấm diễn của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ở thời điểm đó, cái tên bà Tương chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet tại Việt Nam. Hình ảnh phản cảm một thời của Huyền Anh liên tiếp có những bước đi không thành công. 2 năm sau đó, cái tên bà Tương dần vắng bóng khỏi showbiz. Đến đầu năm 2017, cô gây bất ngờ khi xuất hiện tại cuộc thi gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam với mong muốn được thay đổi nhưng bị loại từ vòng online. Dù đầu tư 2 MV khá công phu nhưng cô cũng không được mấy ai chú ý tới. Từ đó, Huyền Anh ít chia sẻ những bức ảnh khoe thân phản cảm nữa. Thay vào đó, cô đã chuyển hướng sang kinh doanh. Việc bắt đầu từ việc bán hàng online giúp cô có cuộc sống dư giả về kinh tế. Nhiều người nhận xét bà Tương ngày xưa đã trưởng thành, nền nã, đằm thắm và chín chắn hơn. Hình ảnh quyến rũ, trưởng thành hơn của bà Tương cô chia sẻ với trí thức trẻ, quần áo thay theo mốt, mỗi năm mỗi mùa lại có những mẫu. Đôi khi mình đốt tiền vào nó quá nhiều, khi tính lại thấy giật mình. Huyền Anh thanh lý đồ cũ mà từ năm ngoái đến giờ vẫn còn chưa hết, còn mấy thùng đồ và giày. Tiền đầu tư hoặc tích góp vào mua nhà mới giữ được. Chứ đến khi thu nhập đi xuống, nhà không có mà ở chắc chỉ có nước bán quần áo mà ăn. Bà Tương đã tự mua được ngôi nhà riêng cho mình, đón mẹ vào ở chung để tiện chăm sóc. Cô tự hào vì hiện tại đã có khả năng tự chủ được chính cuộc đời mình và lo cho những người thân yêu. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, Huyền Anh là người ăn chay trường và cũng không có sở thích đi du lịch nên cuộc sống khá bình thường, không tốn kém. Cô tập trung vào việc mua nhà ở Sài Gòn. Về chuyện tình cảm, tháng 8 năm 2017, Huyền Anh bất ngờ livestream tiết lộ về bạn trai U40 khiến dân mạng xôn xao. Bạn trai cô là người Mỹ gốc Việt, hiện kinh doanh tại Việt Nam mà theo như cô nói sẵn sàng cùng anh lên rừng xuống biển. Tuy nhiên, chỉ sau vỏn vẹn 1 năm gắn bó, Huyền Anh và bạn trai U40 đã đường ai nấy đi. Bà Tương chia sẻ, sau nhiều biến cố cô nhận ra rằng, sự nổi tiếng chẳng thể quy ra tiền để mua danh dự nếu đã mất đi. Vì thế mà cô biết mình phải dừng lại ở đâu, lựa chọn một hướng đi thích hợp cho tương lai. Cuộc sống của cô nàng hiện tại đã độc lập, có đủ khả năng tự lo cho bản thân cùng những người thân.